chào mừng các bạn đến với kênh Cu Lì TV. Hôm nay Cu Lì sẽ giới thiệu các bạn một món đồ chơi còn lại, đó chính là bộ đồ chơi Lego Minecraft khủng long Dinosaur Minecraft. Đây là bộ thứ tư. Hôm bữa Cu Lì bóc mà, bộ màu cam, bộ màu xanh lá cây, bộ xanh dương rồi đúng không? Bây giờ Cu Lì sẽ bóc thêm bộ này. Yeah, bây giờ mình sẽ tháo ra bóc đây. Chèn cái đen hết rồi. Wow, bóc lẹ luôn. Có một tờ hướng dẫn. Đó. Rồi, chúng ta sẽ tháo bịch nha. Một bọc. Hai bọc. Bọc khủng long. Yeah, mình tháo bọc khủng long mà mình gắt khủng long luôn. Khủng long màu xanh màu vàng. Xanh vàng. Mình sẽ gắp chân trước. Một, hai. Ủa, đây. Hay là hạt. Rớt luôn cái nắp ở trên lưng của con khủng long. Cô lại sẽ gắn lại. Bàn tay. Hai chân trước đó. Yeah. Cuối cùng là cái miệng, hàm răng dưới, hàm răng dưới. Ây da, cứng quá. À, yeah, hoàn thành. Và chúng ta đã có một chú khủng long nhỏ, nhưng mà không có hiền đâu, rất là dữ. Hàm răng của nó nè, đây cũng là ăn thịt nha các bạn. Khủng long ăn thịt. Ồ. Tiếp theo chúng ta sẽ gắp người lính Minecraft. Còn một cái tay nữa. Xong. Wow, cái tay cứng quá. Trời ơi, cứng thiệt luôn. Mình gắn sơ thôi. Ui nha, đau tay quá, cuối cùng cô này đã gắn vô được rồi, nhưng mà rất là cứng. Trời ơi, cái tay cứng nhắc kìa. Này, cái còn lại. Và đầu người lính. Ha, cô này gắp ngược. Để ngược lại. Đó, đã xong. Và vũ khí của anh ta. Đây, cái gì để làm gì các bạn. Hết cái tay nữa. Yeah, hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ gắp thế giới của khủng long. Thế giới Minecraft. Bản hướng dẫn. Bước số 1 chúng ta đã làm xong rồi. Tới bước số 2. Một miếng bự, một miếng dài và ba miếng nhỏ. Đã xong. Đây đầu tiên. Ráp 3 cục vào. 2 cục dưới. 3 cục dưới luôn. Xong. Số 3. 1. Đây. Cái này 4 cục nhỏ. Một, hai, ba và 4. 2 cục lên. Cục ngang. Xong số 3 tới số 4. Một xanh bắt ngang. Tiếp tục cho lên trên luôn. Rất cứng. Một thanh xanh dài. Một cái ngắn. Xong số 4 luôn. Quay gấp lẹ, rất là lẹ.
ráp rất nhiều Minecraft rồi nên bây giờ tôi ráp rất lẹ. Đây một một phần khác, một bộ phận khác chúng ta sẽ ráp riêng nha. Đầu tiên còn một cục màu trắng nữa, đâu rồi? Không phải mà là cục màu xanh. Lên bị mẻ một bên nè, bị lỗi cạn sao. Tiếp theo lên luôn một cục trắng nữa, chúng ta sẽ ráp bốn cái như vậy. Bây giờ cô Lệ sẽ ráp bốn cái như vậy. Các bạn chào cô Lệ tí nha. Hai cái rồi, một cái nữa, hai cái nữa chứ. Cái cuối cùng cô Lệ sẽ nói chúng lại với nhau. Đấy. Sẽ được như vậy. Số 6. Thay một bộ phận khác nữa. Thật là vất vả phải không các bạn? Như vậy mới đúng nè. Cho nên nằm bấm cái ập xuống. 1 2 3 4 đó, làm một khối như vậy. Tiếp theo số 2 nè, số 2 của số 6. Hai cục sẽ ập hai bên. Và hai miếng dài bự sập trên xuống, từ trên xuống dưới. Trước khi hết chúng ta phải có một cục màu xanh nữa, cô này thiếu rồi. Đây chính là như vậy, một cục trắng ở trên. Trước khi cục trắng chúng ta thêm hai cục hai bên nữa, cô này cứ thiếu như vậy hoài. Và hai cái hai bên xong. Rất khó cái này, cầm lên đây xong rồi sẽ cầm lên đây một cái cây thông. Thì ra nãy giờ mình gắp một cây thông, bây giờ mình mới biết tới cái mặt cây thông các bạn ơi. Đã xong, bây giờ mình sẽ cho người lính vào Minecraft vào. Xuất ra nhớt cái tay nữa. Cái tay lỏng quá rồi. Nhớt nữa, đúng rồi. Đang đang trên đường đi nè. Hey. Có cái cây kìa, chúng ta kiếm gỗ thôi. Kiếm gỗ rồi nào, kiếm gỗ và đá. Nè, xem nha. Cấp. Lên đi. Dạ, tướng lệnh ship. Yeah.
Và các bạn ơi, video hôm nay đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới nha. Đây là bộ đồ chơi Minecraft, Lego, Minecraft, Dinosaur. Các bạn hãy like, share và đăng ký kênh Cool.